Vâng, xin kính chào cô chú anh chị, các bạn đang theo dõi trên kênh Loa Hay TV. Những hình ảnh và cảnh quay trước mắt cô chú anh chị bạn là mình vẫn thực hiện tại cái căn phòng quen thuộc nơi mình đang sinh sống và làm việc tại thành phố cảng Yokohama, Nhật Bản. Đấy, thì rất nhiều anh chị em xem clip của mình lần đầu tiên hoặc là mới xem đây thì không biết cách kết bạn Zalo như thế nào nhé. Thì hôm nay mình mở đầu cái video này, mình xin hướng dẫn cô chú anh chị và các bạn. Đấy, anh chị em mà gặp khó khăn trong vấn đề kết nối số Zalo thì anh chị em gọi qua số này nhé, 0975 733 866. Số này thì tại Việt Nam sẽ có nhân viên tư vấn và hỗ trợ cô chú anh chị các bạn cách kết nối với Zalo của mình tại Nhật Bản. Đấy, số này là số của Viettel nhé, anh em có gọi điện trực tiếp 24/7. Đấy, thì để không mất thời gian cô chú anh chị các bạn thì hôm nay mình đi quay chi tiết và báo giá một số anh chị em một số các dòng sản phẩm đang hiển thị trên màn hình cô chú anh chị các bạn, gồm những nồi cơm điện hôi hộp 1.8 lít của hãng Con Voi và hãng Con Hổ nhé anh chị em nhé. Đấy, thì trước khi quay nồi cơm thì bây giờ mình quay cho cô chú các bạn một bộ bình gốm VIP Pro mà vừa mới nhập về xong. Hàng này là hàng tuyển chọn, nó cũng vô tình rất là may mắn mà gặp nhé. Thì anh chị em nào hữu duyên xem được cái video này thì nhanh chóng chụp ảnh lại màn hình sau đó chốt thôi. Thế thì trước khi báo giá thì mình quay chi tiết cận cảnh cho cô chú các bạn. Đây là một bộ ba nhé, một bộ ba thì người Nhật người ta đang chơi nên là mình không bán lẻ mà bán là bán giao lưu cả bộ luôn. Đấy, thì trước mắt cô chú các bạn đây là bộ ba bình gốm đẹp long lanh và lấp lánh với một màu sắc xanh dương, xanh tím. Đấy, tổng cao của chiếc bình này thì hơn 30 cm ạ, hơn 30 cm. Đấy, nhìn thì rất là hùng vĩ luôn, cái dáng này thì mình rất là thích luôn. Hai chiếc là giống nhau, hai chiếc hai bên cạnh là giống nhau y chang, còn một chiếc ở giữa. Đấy, thì bộ ba này bình, bộ ba này bày rất là đẹp luôn, chiếc ở giữa thì cao hơn 20 cm. Đấy, thì anh em nghiên cứu chỗ trưng bày trong gia đình nhà mình nhé. Đây là một bộ bình gốm VIP Pro, hàng cực kỳ hiếm luôn, anh em nào bỏ mình chọn một bộ nữa như thế này chắc chịu luôn, bởi vì những cái dòng này nó cũng có duyên ấy, vô tình thì gặp thôi. Những người Nhật ở thế hệ trước người ta chơi thì vô cùng tinh tế, người ta biết cách sắp xếp. Đấy, là nhìn nó rất là đẹp. Gốm này là gốm sứ cao cấp của Yamaji Nhật Bản anh chị em nhé. Đấy, hàng sản xuất tại Nhật Bản, gốm sứ Nhật Bản nó vô cùng nổi tiếng trên toàn thế giới rồi, kiểu dáng và những hoa văn họa tiết vô cùng đẹp và sắc sảo, chi tiết tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ nhất. Anh chị em cố gắng quan sát chiếc bình này là trong tình trạng đẹp xuất sắc, chưa có một vết chảy xước nào. Hàng bảo quản và giữ gìn trưng bày thì rất là tuyệt vời luôn. Đấy, đây là một bộ ba nên là mình giao lưu cả ba nhé, không bán lẻ. Đấy, bây giờ mình quay phía trước phía sau cận cảnh chi tiết. Đây là một chiếc bình màu tím, màu xanh xanh tím tím, xanh tím, không biết là màu gì nữa, anh chị em quan sát màu xanh tím than thì chuẩn hơn. Đấy, màu tím than đúng không. Đấy, hai chiếc hai bên thì y chang nhau, như này cũng y chang nhau, giống y nhau đến từng chi tiết. Đấy, người Nhật thì người ta chơi vô cùng tinh tế luôn. Đây thì bộ ba này thì hai bình cao đứng hai bên để bảo vệ cho một tụ ở giữa, kiểu như là ngày xưa người Nhật người ta chơi thế hệ trước người ta rất là tinh tế luôn, chơi đều có mang tính ý nghĩa của nó luôn. Đấy, chiếc bình này thì đẹp từ chân lên đến đỉnh, tất cả những hoa văn họa tiết vô cùng là tuyệt vời luôn. Đấy, thì cái bộ bình này mình giao lưu về tận Việt Nam là 10 triệu tiền Việt Nam nhé, 10 triệu bao ship toàn quốc, bao vỡ toàn cầu. Anh chị em hữu duyên xem được cái video này thì nhanh chóng chụp ảnh lại màn hình sau đó gửi qua số Zalo đang hiển thị trên màn hình cô chú anh chị và các bạn. Đây, chiếc bình ở giữa này vô cùng đẹp luôn, kiểu dáng bầu và hai chú chim công đang tung cánh rất là đẹp luôn, vô cùng sắc sảo và đẹp mắt với những hoa văn họa tiết cực kỳ độc và lạ. Bộ này mà bây giờ anh em bảo mình kiếm bộ thứ hai mình cũng chịu luôn, mua nó cũng có duyên anh chị em ạ, có duyên thì gặp. Nhiều khi người Nhật người ta chơi xong sau đó thì người ta di chuyển nhà cửa, người ta ngại mang theo đấy, sợ bé sợ vỡ nên là người ta bán giao lưu ở các trung tâm thương mại. Đấy, thì anh em nào mua bộ này là 10 triệu bao ship toàn quốc, bao vỡ toàn cầu anh chị em nhé, vỡ không tính tiền. Đấy, hàng ship tận nhà luôn, giao hàng miễn phí từ Móng Cái Cà Mau. 10 triệu tiền Việt Nam bao ship toàn quốc, hàng đi máy bay 15 đến 17 ngày anh chị em sẽ nhận được hàng.
Đấy, đây là một bộ bình gốm rất đẹp luôn để phù hợp những bài trong phòng khách. Nhà cô chú anh chị các bạn hoàn toàn có thể mua biếu tặng những anh chị em lên nhà mới ở những tòa lâu đài. Đấy, bộ này 10 triệu nhá, bao ship toàn quốc, đẹp từ góc cạnh, đẹp mỗi góc nhìn. Anh chị em quan sát trên dưới trái phải, 10 triệu bao ship toàn quốc. Số điện thoại đang chạy trên màn hình cô chú anh chị các bạn. Anh chị em quan tâm thì nhanh chóng chụp ảnh lại màn hình, sau đó gửi qua số Zalo đang hiển thị trên màn hình cô chú anh chị các bạn. Cách mua hàng rất là đơn giản thôi, chuyển khoản tại Việt Nam, sau đó mình gửi hàng về tận sân cho cô chú anh chị các bạn, bao ship toàn quốc, bao vỡ toàn cầu. Đấy, kế tiếp và liên tục chương trình giới thiệu cho cô chú bạn một mẫu nồi cơm 1.8L hiệu Convoy. Đấy, đây là một mẫu nồi cơm được sản xuất tại Nhật Bản anh chị em nhé, một mẫu nồi cơm 1.8L. 1.8L là rất phù hợp với gia đình tại Việt Nam, gia đình con này sản xuất tại Nhật anh chị em này. Đấy. Gia đình tại Việt Nam thì đa số sống qua rất là nhiều thế hệ trong một ngôi nhà, gồm như là ông bà hay là các cháu, rất là phù hợp cho gia đình tại Việt Nam 5 đến 6 người dùng. Con này chạy điện 100V nhé, mình sẽ khui hộp và báo giá về tận Việt Nam cho anh chị em xem. Đấy, thì hiệu này, hiệu con voi này hiện tại là có 1 chiếc nhé, và cái hiệu con hổ là có 2 chiếc. Chỉ có 2 chiếc và tổng có 3 chiếc anh chị em nhé. Thì anh chị em là hữu duyên xem được sớm cái video này thì chốt thôi. Đấy, bây giờ mình khui hộp ra cho anh chị em xem. Khui hộp ra thì anh chị em thấy trước mắt cô chú là một hướng dẫn sử dụng. Hướng dẫn sử dụng thì rất là dễ thôi. Toàn hình ảnh và màu sắc rất là dễ. Đấy, khui thùng xốp, mở lắp ra thì anh em thấy là được tặng ngay một chiếc môi lấy cơm siêu cứng và siêu chống dính của hãng Convoy. Đấy, được tặng luôn nhá, tặng kèm theo. Sau đó thì có hai miếng xốp được đóng gói vô cùng cẩn thận và chi tiết tiêu chuẩn Nhật Bản. Hàng này có thể di chuyển trên toàn thế giới được. Đó, đây là một mẫu nồi cơm 1.8L rất phù hợp cho những gia đình nhiều thế hệ tại Việt Nam, 5 đến 6 người dùng. Thế hệ mới nhất anh chị em nhá, đây là nồi cơm mới nhất được sản xuất tại Nhật Bản. Dòng 1.8L đây, quay cho anh chị em xem. Đấy, 1.8L. Anh em quan sát kỹ nhé, 1.8L này, đây. Đấy, 1.8L. Tất cả là toàn chữ Nhật hết rồi, nhưng mà có những cái số chữ thì người ta cố gắng Latin để tất cả anh chị em đều đọc được. Đây, anh chị em quan sát là Made in Japan. Đấy, dòng này là điện cắm điện 100 nhé, điện 100 hoặc 110. Đấy, nồi này là nồi cao tần, anh chị em phân biệt cao tần và không phải cao tần thì nó ở cái chữ này này, chữ I và chữ H này, chữ viết tắt của chữ I, I cao tần, II. Đấy, khi mà mở nắp ra thì anh em thấy có hai muôi lấy gạo và lấy nước. Cái này thì chắc về Việt Nam rất ít anh chị em sử dụng, tuy nhiên nó nằm ở bên trong thì vẫn nguyên thôi. Đấy, giá trên này về tận Việt Nam là 6.2 triệu bao ship toàn quốc, hàng đi bay nhá, 6.200.000 đồng bao ship toàn quốc. Anh chị em quan tâm thì chụp ảnh lại màn hình nhé, sau đó gửi qua số Zalo đang hiển thị trên màn hình cô chú anh chị các bạn. Cái này hiện nay thì có 1 chiếc nhé, lâu lâu thì lại gặp 1-2 chiếc nên là rất là nhiều anh chị em dặn, nhưng mà thôi để công bằng thì em cứ quay đây. Anh chị em nào hữu duyên thì xem được sớm thì là mua sớm. Nếu hôm nay mà anh chị em chốt luôn thì sáng mai gửi luôn, chắc khoảng chục ngày anh chị em sẽ nhận được hàng thôi, vì mai là ngày thứ ba là ngày gửi hàng mà. Đấy, anh em quan sát tiếp một lần nữa nhé, sau đó thì chụp ảnh lại màn hình gửi qua số Zalo đang hiển thị trên màn hình cô chú anh chị các bạn. Đấy, kế tiếp đây là một mẫu Tiger, em còn gọi là con hổ. Chiếc này thì có 2 chiếc thôi nhá, mẫu này thì có 2 chiếc. Đấy, chỉ có 2 chiếc thôi, lâu lâu thì được có 1-2 chiếc. Bữa trước mình quay thì rất nhiều anh em dặn, nhưng mà hiện nay là Zalo của mình nó đầy nên mình quên, không biết rồi. Cái chiếc này thì cũng 1.8L anh chị em nhé, 1.8L rất phù hợp cho gia đình tại Việt Nam, gồm nhiều thế hệ ông bà, bố mẹ hoặc các cháu. Đấy, cũng 1.8L sản xuất tại Nhật Bản. Chiếc này cũng sản xuất mới nhất tại Nhật Bản bằng công nghệ tiên tiến, điện 100V, cũng dòng cao tần, áp suất gioăng cao su. Giá chiếc này về tận Việt Nam cũng 6.200.000 đồng bao ship toàn quốc. Khi mà mở ra thì anh em cũng thấy là một hướng dẫn sử dụng của hãng, gồm hộp xốp, và chiếc này đợt trước mình bóc ra thì cũng được tặng luôn một muôi chống dính, siêu chống dính của hãng.
anh em quan sát kỹ, hôm nay mình quay chi tiết tỉ mỉ. Hàng này thì chưa bóc siêu anh chị em nhé, để anh em về tự bóc sướng. Đây là một chiếc môi siêu chống dính của hãng Tiger, chịu nhiệt độ lên đến 120 độ C. Đấy, hãng Tiger siêu chống dính và siêu cứng cáp. Giá chiếc này về tận Việt Nam cũng 6.200.000 đồng, bao ship toàn quốc, hàng đi máy bay. Anh chị em quan tâm thì chụp ảnh lại màn hình nhé, sau đó gửi qua số Zalo đang hiển thị trên màn hình cô chú các bạn. Những cái dòng này thì dòng sản xuất bằng công nghệ tiên tiến mới nhất, nên là nồi áp suất gioăng cao su và cao tần. Đấy, made in da băng, điện 100V, dung tích 1.8 lít. Cái này thì có 2 chiếc, rượu con voi thì có 1 chiếc, giá về bằng tiền nhau 6.200.000 đồng. Đấy, anh chị em nào quan tâm thì chụp ảnh lại màn hình nhé, sau đó gửi qua số Zalo đang hiển thị trên màn hình cô chú anh chị và các bạn. Cách mua hàng rất là dễ thôi, anh chị em chuyển khoản tại Việt Nam, sau đó mình gửi hàng về tận sân cho cô chú anh chị các bạn, bao ship toàn quốc và bao vỡ toàn cầu luôn. Đấy, hàng Nhật cũ anh em nhiều khi anh em dùng 10-15 năm, riêng cái hàng mới này anh em phải dùng 30 năm sau vẫn còn dùng được. Đấy, thì cái clip này mình xin tạm dừng tại đây nhé. Kính chúc cô chú anh chị và các bạn xem video vui vẻ và hạnh phúc bên những người thân yêu. Đấy, kế tiếp thì hôm nay mình để kế tiếp cái video này thì mình xin giới thiệu cho cô chú bạn những mẫu xe đạp mà mình đang bán rất chạy về Việt Nam nhé. Thì anh em lán lại màn hình để xem và có thể tham khảo và mua sắm cho mình một chiếc xe đạp gắn máy động cơ 2 thì vô cùng tuyệt vời tại Nhật Bản. Đấy, thì sau đó thì mình xin kết thúc cái video này tại đây. Một lần nữa thì xin chân thành cảm ơn cô chú chú bạn đã theo dõi và ủng hộ trong suốt những năm vừa qua. Và để nối tiếp cái video này, hôm nay mình xin giới thiệu đến toàn thể cô chú anh chị của bạn một mẫu xe hoài cổ đang làm mưa làm gió tại thị trường Nhật Bản. Thì trước mắt cô chú anh chị và các bạn là một mẫu xe có gắn động cơ 2 thì chạy xăng pha nhớt. Chính vì vậy nên là nó mang lại một tiếng nổ giòn tan và đầy mạnh mẽ. Với dung tích xi lanh là 31.7cc nên anh chị em không cần đăng ký, không cần đăng kiểm, thậm chí anh chị em không cần đội mũ bảo hiểm. Khi mà ngắt động cơ thì anh chị em hoàn toàn có thể đạp xe như một chiếc xe đạp thông thường, với những kiểu dáng và màu sắc độc lạ, thướt tha yêu kiều, dạo phố vào những buổi chiều gợi lại biết bao nhiêu kỷ niệm hoài niệm của thập niên 70 ùa về. Đấy, thì màu sắc của nó rất là đa dạng và phong phú, và mức giá của nó cũng khác nhau anh chị em, từ 36 đến 50 triệu tùy theo màu sắc. Thì cái màu sắc đang hiển thị trên màn hình cô chú anh chị các bạn nhé. Anh chị em quan tâm đến màu nào thì cứ chụp ảnh lại màn hình, sau đó gửi qua số Zalo, mình sẽ báo anh em trực tiếp về tận Việt Nam. Về tận Việt Nam thì bao ship toàn quốc nhé, từ 36 đến 50 triệu tùy theo màu sắc. Đấy, anh chị em ví dụ như anh chị em thích màu đỏ thì anh em chụp ảnh lại màu đỏ, sau đó gửi qua số Zalo đang hiển thị trên màn hình cô chú anh chị các bạn. Đây là một mẫu xe 2 thì nên là động cơ của nó rất là mạnh mẽ. Đấy, tiếng nổ thì vô cùng độc lạ. Giá về tận Việt Nam thì từ 36 đến 50 triệu. Thì anh chị em nào quan tâm thì cứ chụp ảnh lại màn hình nhé, sau đó gửi qua số Zalo đang hiển thị trên màn hình cô chú anh chị và các bạn. Đấy, đặc biệt cái xe này nó có 31.7cc, chạy xăng pha nhớt, nên là anh chị em không cần phải đăng ký nhé, không cần đăng ký, không cần đăng kiểm. Và một điều đặc biệt nữa là cái xe này sản xuất mới tinh anh chị em nhé, hàng đập hộp luôn, hàng mới tinh đập hộp và được sản xuất tại Nhật Bản. Mình xin nhắc lại và nhấn mạnh cho anh chị em nhé, hàng mới tinh đập hộp và được sản xuất tại Nhật Bản. Hàng về anh em nhận là nguyên thùng xốp thôi, nguyên hộp. Đấy, thì rất phù hợp với anh chị em thích sưu tầm những món đồ độc và lạ. Đấy, thì clip ngắn này mình xin tạm dừng tại đây nhé. Kính chúc cô chú anh chị và các bạn xem video vui vẻ và hạnh phúc bên những người thân yêu. Hẹn lại anh chị em ở những clip tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.